Xin kính chào bà con cô bác. Bây giờ là bài viết của tác giả Phạm Tín An Ninh, từ Sương Biên Thùy đến Lê Mai Lĩnh. Xin kính mời bà con cô bác mình cùng nghe. Năm đang học lớp đệ nhị C trường Trung học Võ Tánh Nha Trang, bọn tôi nghe bạn bè sầm sì có một ông học trò mới chuyển từ trường Nguyễn Hoàng, Quảng Trị vào học lớp Tam C. Thời ấy đặc biệt ở các lớp băng C có nhiều giai nhân, nên đám nam sinh thường hay ngắm nghía. Nghe nói gã từ miền giới tuyến Đông Hà hay Do Linh gì đó mới trôi giạt vào đây, không biết tên là gì, nhưng thấy gã lúc nào cũng ăn mặc à la mốt, quần áo vest, mang giày da bóng loáng, có cái đế kêu lộp cộp, trong lúc hầu hết bọn tôi chỉ mang xăng đan hay dép nhật. Đã vậy gã lại thường vào lớp trễ, nên học trò trong lớp đang ngồi chờ giáo sư đều nhổm đứng lên chào, bởi nghe tiếng đế giày thong thả nạnh xuống nền xi măng ngoài hành lang. Cứ tưởng là thầy giáo đến, chắc có nhiều tiếng rủa thầm trong nguyện. Đã vậy gã ta lúc nào cũng ngước mặt nhìn trời, xem mấy lớp đàn anh cứ như cỏ rác. Cùng năm ấy, còn có một ông khác không biết vì sao bỏ sào huyệt từ cố đô Huế vào học lớp đệ tứ, chuyên sách động bãi khóa biểu tình chống chế độ tổng thống Ngô Đình Diệm, tình nguyện đứng dưới trướng một cô cùng lớp tam C của ông Quảng Trị, rất phong độ nên sau đó cô nàng nổi tiếng với cái tên Nữ Hoàng Xuống Đường. Ông gốc Huế này mới nghe cái tên ai cũng biết, đó là ông Trần Mậu Tý. Sau này bị chính ông anh đồng chí Nguyễn Đắc Xuân bắn chết trong biến cố Mậu Thân 1968. Nhưng ông thần Mậu Tý này là đầu bỏ, chỉ quậy một năm chẳng tới đâu rồi biến, trở về Huế, hình như bị trường đuổi học vì lý do kỷ luật. Chỉ còn có ông học trò gốc Quảng Trị là nổi đình nổi đám. Bọn tôi đang ghét cay ghét đắng, chưa kịp hỏi thăm sức khỏe, thì bất ngờ gã được thầy hiệu trưởng Lê Nguyên Diệm mời thuyết trình trước toàn trường đề tài giới hạn tự do của học sinh ở trường học. Ghê gớm hơn, chỉ vài tháng sau đó, gã lại được tuyển chọn để thuyết trình một đề tài đẳng cấp hơn, mang tính văn học xã hội, thân phận người đàn bà qua ca dao Việt Nam tại rạp Cine Minh Châu Bề Thế. Mọi người bắt đầu nhìn gã với con mắt khác và dường như gã cũng biết chọn thời cơ để làm cho thiên hạ thấy mình dễ thương hơn. Sau này chính gã tự thú, không biết vì sao mà lúc ấy không bị ăn đòn mới lạ. Đùng một cái, mới vào đầu niên học mới, không những chỉ trường Võ Tánh mà gần như cả thành phố Nha Trang dậy sóng. Một tập thơ mới toanh của một ông nhà thơ cũng mới toanh được ra mắt trình làng, thời ấy hiếm lắm. Tập thơ với cái tựa Nỗi Buồn Nhược Tiểu, nghe đầy tính triết lý nhân sinh quan thời cuộc, và với cái tên tác giả Sương Biên Thùy đượm mùi chinh chiến, làm nhiều người nghĩ tác giả phải là một kẻ gió sương từng trải, giờ gác kiếm dừng bước giang hồ, theo cụ Nguyễn Bá Trạc vỗ tay mà hát, nghiêng bầu mà hỏi: "Trời đất mang mang, ai là tri kỷ? Lại đây cùng ta cạn một hồ trường." Nhưng không, cả thiên hạ ngạc nhiên khi nhận ra thi nhân Sương Biên Thùy này chính là ông học trò lớp đệ nhị C mà năm trước cả trường đều gai con mắt khi hắn ta từ Quảng Trị nhập gia nhưng không thèm tùy tục. Cũng từ ấy chẳng ai thèm nhớ cái tên gã học trò Lê Văn Chính, mà tất cả đều gọi hắn là Sương Biên Thùy, có tiếng sầm sì, cái tên nghe cải lương bỏ mẹ. Tập thơ tuy rất đẳng cấp, từng văn tiếng một thời ở thành phố biển, vì quá lâu nhưng không quá xưa nên hiếm ai còn nhớ sau thời gian dài. Với những thăng trầm biến đổi, bao nhiêu trong riêu lũ dữ cũng đã chảy hết xuống sông ra biển, giờ chỉ xin ghi lại một vài bài tiêu biểu, chân dung tự họa. Cha tôi còn, nhưng người theo kháng chiến, phung phí một đời cho ảo tưởng hôm qua. Sống chết đến nay tôi không còn biết,
dư ảnh lưu mờ kỷ niệm phôi pha. Từ cha tôi lên đường kháng chiến, mẹ tôi về lo việc bán buôn, mang tuổi thơ tôi đã biết buồn, không lúc cười dù hoặc kê trước mặt, mắt không vui dù đời không buộc chặt. Tôi ngủ nhoài vào vùng lớn suy tư, mang niềm đau nhược tiểu ưu tư, tôi chối từ mọi tơ vương vị ngã, đi vào đời bằng tăng nhân bản, xin kéo cờ các ngõ hồn nhân dân, tung hô tình thương suy tôn thánh thần, danh sáng yêu thương khai hoa nở nhụy, cho cuộc đời tròn thêm nghĩa lý, cho bom đạn xâm lăng bi kịch kéo màn, bắt lại nhịp cầu sang bằng lòng huyệt, cho người người yêu nhau da diết, đến khi chết xin làm cây cổ thụ đứng giữa đất trời cười với thiên nhiên. Bản cáo trạng. Tuổi trẻ hậu chiến, loài ác điểu cướp mất, chừ lớn lên mất bản tính con người. Chúng tôi lớn lên, ngôn ngữ phát âm là tiếng kêu kim khí. Con chim họa mi không hót lời thanh xưa, con chim đại bàng không lời oan oắt. Trừng cây danh từ bạc màu biến sắc, khuynh hướng nhân bản lệch lạc từ đầu. Tầm tay chúng tôi trừ nay yếu đuối, trước lưỡi lê quân thù. Chúng nó tiến hậu tả hữu, phi lý, chúng ta đơn côi kéo dài. Hỡi thợ thuyền lao động sinh viên, những bàn tay xây nền mới, hãy kết lên vạn lý thành. Vẻ vang phải trở lại, lịch sử đất nước này, bất khuất dòng lê lợi, Việt Nam muôn năm đây. Anh hùng Nguyễn Thái Học, Tạ Thu Thâu, Trần Cao Vân, các anh là thần thánh, thành tự do muôn năm, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm. Xuân Biên Thùy 1961. Khi Xuân Biên Thùy đang làm mưa làm gió ở trường Võ Tánh thì tôi đã bỏ thành phố biển vào Sài Gòn. Rồi chẳng thuộc dòng hào kiệt gì đâu, tôi cũng phải xếp bút nghiêng theo việc kiếm cung. Được bổ nhiệm về một đơn vị tác chiến lưu động tận vùng núi rừng Hoàng Triều Cương Thổ. Năm tháng cùng đồng đội miệt mài với chiến trường súng đạn. Mãi 4 năm sau, cả đơn vị chuyển xuống đặt bản doanh tại Sông Mau, thành phố Nùng, nơi có ông lính địa phương quân, nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn dám qua mặt bọn tôi hô hào: mai ta đụng trận ta còn sống, về ghé Sông Mau phá phách chơi, chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm, vung tiền mua vội một ngày vui. Tôi từng dẫn quân dẫm nát mật khu Lê Hồng Phong, từng bị thương và cũng từng đêm nằm ngủ võng trên đồi cát, nghe súng rừng xa nổ cắt cù, chợt thấy trong lòng mình bát ngát, nỗi buồn sương khói của mùa thu. Nhưng không có cơ hội nào tao ngộ với ông thiếu úy chiến tranh chính trị Lê Văn Chính, để nhìn mặt Xuân Biên Thùy bây giờ dễ ghét đến đâu. Bởi vì sau khi toàn bộ đại đơn vị tôi di chuyển lên công tâm vào mùa hè đỏ lửa, chặn cổng quân từ Đắc Tô tràn xuống, ông quan một chiến tranh chính trị Lê Văn Chính mới về trình diện tiểu khu Bình Thuận và làm mưa làm gió ở vùng Ma Lâm, Tài Dung, Nora này. Chàng ta cũng không kịp gặp ông bạn nhà văn Y Uyên bị Việt Cộng phục kích bắn bị thương, rồi đâm chết ngay bên ngoài căn cứ Nora, nơi chính tôi có nhiều kỷ niệm khi chỉ huy đại đội bảo vệ cho đơn vị công binh chiến đấu, xây dựng căn cứ này để kịp cho một pháo đội pháo binh đến đồng trú, yểm trợ trực tiếp cho đơn vị tôi hành quân giải tỏa mật khu Lê Hồng Phong, tháng 9, 1966. Sau này, khi nghe ông thiếu úy Lê Văn Chính dám đơn thân độc mã ra ứng cử dân biểu tại đơn vị Bình Thuận này, tôi còn sợ ông hơn cái thời ông dẹp sang một bên mấy nhà thơ đàn anh đàn chị ở Nha Trang, Duy Năng, Sau Trên Rừng, Cao Hoành Nhân, Thanh Nhung, ra mắt tập thơ Nỗi Buồn Nhược Tiểu. Mới là quan một mà ông dám dẫn mặt với ông đại tá tỉnh trưởng, từng là trưởng phòng nhì nổi tiếng của quân đoàn,
biết ông ngông, nhưng tôi cũng phải ngã nón bái phục. Rồi gãy súng tan hàng, rồi tù đầy vượt biển. Hơn mấy chục năm sau, trôi dạt xứ người, bỗng đọc được những bài chính luận, bài thơ của ông Lê Mai Lĩnh nào đó. Những bài thơ khẩu khí, ngang tàn, nhưng cũng đầy nhân bản, lãng mạn. Tôi buộc miệng lại thêm một ông quản trị nữa, bởi cái tên Mai Lĩnh cùng với Triệu Phong, Do Linh, Đông Hà luôn làm tôi nhớ tới những địa danh đẫm máu của vùng giới tuyến Quảng Trị ngày nào, nơi có biết bao đồng đội của tôi đã ngã xuống, và dưới đáy sông Thạch Hãn vẫn còn xương cốt của hàng vạn những người trai trẻ ở phía bên kia. Khi ấy tôi đâu có biết Lê Mai Lĩnh chính là hóa thân từ xương biên thùy của võ tánh ngày xưa. Nên một lần nữa tôi lại ngán thêm một ông nhà thơ Quảng Trị, ưa triết lý trong những cơn say và tự nhận mình là khùng thi sĩ, mà yêu nước và yêu cả giai nhân nồng nàn chẳng kém thua ai. Ký tên dưới đây là tôi, Lê Mai Lĩnh, thi sĩ, yêu quê hương như yêu chính bản thân mình và tổ quốc trong trái tim tôi hằng đêm thao thức, bụi và lãng mạn, thêm một chút khùng. Khi trái trời đổ gió biến thành điên, có máu hiệp sĩ thích trừ gian diệt bạo. Ở trong tù mà dám viết thư chất vấn Tổng Bí thư Đảng, chửi cả Hồ Chí Minh và lên án chế độ. Cha tôi là Lê Văn Thông, từ người kháng chiến yêu nước trước năm 75, biết nói tiếng Pháp như gió, sau trở thành đảng viên Cộng sản, chỉ biết cầm súng cắt bụp xòe. Giờ đã 80, nằm một chỗ chửi ông và tập đoàn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi theo các ông mà thân tàn ma dại. Thêm một điều tôi muốn nói với ông là hiện nay nhân dân đang nguyền rủa ông quá đỗi. Họ nguyền rủa ông làm tay sai cho Cộng sản quốc tế, đem chủ nghĩa phi nhân ngoại lai về giết hại dân lành. Họ nguyền rủa ông đã bần cùng hóa nhân dân, đưa dân tộc vào tận cùng rách nát. Bản cáo trạng. Trông lên thấy cờ đỏ chói chang, biểu ngữ huy chương nghĩa chữ mập mờ. Ngó xuống thấy dân đời điêu đứng, máu đỏ thay phơi hàng nối hàng. Thời đại Hồ Chí Minh. Và Lê Mai Lĩnh cũng đa tình lãng mạn không ai bằng. Nửa trái tim tôi em cất giữ từ lâu, nhớ cẩn thận đừng để rơi để rớt. Tôi sống được nhờ nửa trái tim đó, em để mất tiêu là đời tôi mất tiêu. Hãy giữ giùm nửa trái tim khú đế. Hơn 60 năm tìm lại được cô láng giềng, mừng cấp khởi hạnh phúc đếm từng giây từng phút. Đêm đêm ôm nỗi nhớ cô với lòng trai chết tiếng. Cô láng giềng nằm bên, ngoan như con mèo con. Ngăn tim tôi cũng là lâu đài tình ái. Những gì cô muốn không thiếu một chi. Tôi thi sĩ, nào đâu dám để cô thiếu thốn. Hãy thấy cô buồn là tim tôi héo hon. Buồn cô láng giềng. Mỗi sáng mai, lời chào gửi em như thường lệ là một bài thơ tỏ tình như thuở mới đôi mươi. Thuở cùng nhau đến trường ngày hai buổi, em bên kia, anh lẻo đẻo bên này. Mỗi sáng mai, 70 tuổi thấy mình còn sung độ, cơm ba bữa qua vợ tháng ba lần, gạo lứt muối mè thiền và thơ, cứ tàn tàn có tháng vượt chỉ tiêu. Khai bút đầu năm, dù hết lòng yêu nước thủy chung với đồng đội bạn bè cùng những giai nhân, nhưng cuộc đời Lê Mai Lĩnh cũng đã có lúc không tránh khỏi phong ba giông bão. Một mùa giông bão đã đi qua, giông bão ngoài trời, giông bão trong lòng. Ta đi trong tả tơi rách nát gia đình, rách nát tình yêu, tả tơi cuộc đời, tả tơi nhân thế. Bão ngoài trời, bão trong lòng. Thôi thì phải có tơi tả thì cuộc đời mới có tròn ý nghĩa, thi vị, để thi nhân còn khóc gió thương mây, viết nên những vần thơ tuyệt tác bằng những gió mưa được thổi ra từ chính trái tim mình.
Tôi là người may mắn được đọc thơ Sương Biên Thùy khi anh còn là người bạn đồng môn ở tuổi 16-17, và sau này lại được đọc thơ Lê Mai Lĩnh với tuổi 80. Nếu thơ là tiếng lòng thì Lê Mai Lĩnh đã thực sự trang trải hết lòng mình với quê hương đất nước và bạn bè. Tha nhân, với một phong thái ngay thẳng, bộc trực, có chút ngang tàng cùng những vần thơ khí khái, lãng mạn, đa tình, anh đã để lại trong tôi niềm mến mộ. Viết mấy dòng này ngoài tình bạn đồng môn còn với tấm lòng tầm trả nghĩa dâu, ghi lại chút tình thanh khí, niềm đồng cảm giữa người yêu thơ và thi nhân đất Quảng, vùng địa đầu một thời mịt mờ lửa đạn. Tháng 5, 2023, Phạm Tín, An Ninh. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con cô bác đã lắng nghe.